Ngày 21 tháng 8 năm 2017, Tòa trọng tài quốc tế tại Paris, Pháp sẽ khởi đầu phiên xử đặc biệt. Nguyên đơn là nhà đầu tư Hà Lan gốc Việt, doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình, kiện bị đơn là nhà nước Việt Nam. Số tiền ông Bình đòi chính phủ Việt Nam bồi thường tối thiểu là 1,25 tỷ đô la. Vụ kiện bắt nguồn từ những năm 90 khi ông Bình về Việt Nam đầu tư, rồi bị chính phủ Việt Nam tuyên 13 năm tù, sau đó giảm xuống 11 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai và tội đưa hối lộ. Ông Trịnh Vĩnh Bình sau đó kiện Việt Nam ra tòa quốc tế. Hai bên dàn xếp ngoài tòa với thỏa thuận có nhiều điểm, trong đó có điều khoản Việt Nam bồi thường cho ông Bình 15 triệu đô la. Lần kiện này, theo lời của ông Trịnh Vĩnh Bình, là do Việt Nam vi phạm thỏa thuận của phiên tòa trước. Ông Bình và gia đình vượt biên vào năm 1976, sau đó định cư tại Hà Lan. Năm 1989, ông bắt đầu cung cấp chả giò cho các hệ thống siêu thị tại Hà Lan, Bỉ và Anh Quốc. Trong một thời gian ngắn, ông Bình trở thành triệu phú với biệt hiệu vua chả giò. Ý định về Việt Nam đầu tư xuất phát từ một lần ông Bình đến tòa đại sứ Việt Nam tại Pháp xin visa về nước thăm gia đình. Khi mình đến mình xin visa như vậy thì bên sứ quán họ cũng tiếp chuyện, họ biết là mình có ý định gì. Ngoài cái thăm gia đình thì mình đang có làm ăn bên Hoa Lan rồi nè. Dạ. Thì họ bắt chuyện và họ tìm cách, họ khuyến khích mình để mà về Việt Nam thử thời về nghiên cứu rồi về đầu tư Việt Nam. Những ngày sau đó, vào dịp Tết hay bất cứ cuộc hội thảo khuyến khích đầu tư nào của Việt Nam, ông Bình đều nhận được thư mời của chính phủ Việt Nam và đến tham dự. Tháng 2 năm 1990, ông Bình quyết định về khảo sát thị trường. Việt Nam sau 10 năm trở lại khác xa với những gì ông Bình hình dung. Thì khi mình về Việt Nam thì mình thấy rõ ràng Việt Nam đã sau một thời kỳ xa vắng gì thì thay đổi quá nhiều. Và thay đổi có nghĩa là thay đổi tệ, thay đổi quá nhiều. Và như vậy thì khi mình một người mình làm về business, tức là kinh doanh á, thì mình thấy rõ là mình có một cái chọn lựa. Bây giờ mình tiếp tục mình làm kinh doanh ở cái xứ người, hoặc là mình có cái ý định để mình về mình đầu tư thử ở Việt Nam hay không, lúc đó thì lại chỉ thử thôi. Quyết định bán cơ sở kinh doanh tại Hà Lan, tháng 6 năm 1990, ông Trịnh Vĩnh Bình bắt đầu chuyển những đồng đô la đầu tiên về nước. Thôi thì lá rụng về cội thì thế nào mình tới một cái tuổi nào đó mình thôi, nếu có thể thì mình cũng thấy mình cũng nên trở về quê hương đầu tư. Sau gần 60 lần nhập cảnh, ông Bình mang về nước 2.238.250 đô la và 96 ký vàng với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Tổng cục Hải quan Việt Nam và Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất.